Điền xin mến chào cô chú anh chị. Hôm nay cuối tuần thì em Điền cũng chúc cho quý cô chú chị mình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống nha. Hôm nay em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú chị một bất động sản ở tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì cái lô đất của em Điền muốn giới thiệu đây nằm phía khu dân cư luôn, khu dân cư đông, mặt tiền đường nhựa rộng khoảng là 6m. Đường này thì ô tô né nhau thoải mái nha cô chú chị. Và cái lô đất em Điền muốn giới thiệu đây là có diện tích là 4m6 đó, từ ranh móc này qua giáp với nhà, và sâu là 40, nở hầu là 6m, có sẵn 50 thổ cư nha cô chú chị mình. Trước mặt mình đây là cái đường này, mình đi ra cái ngã ba ha, và mình rẽ tay trái đó thì mình đi ra với lại đường tỉnh lộ 329. Tỉnh lộ 329 đó thì sẽ giao với lại quốc lộ 55, mình đi được biển Bình Châu này, đi được thành phố Bà Rịa Vũng Tàu cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực em đứng đây thì nằm ngay khu dân cư đông, gần trường học, gần chợ, gần ủy ban xã Hòa Hội mình. Cái hướng đi ngược lại bên tay phải thì mình đi qua được xã Hòa Bình, và đằng sau của mình đây là mình đi vào khu dân cư. Thì khu vực này, cái đường này thì song song với lại tỉnh lộ 329 đó, từ đây mà đi ra tỉnh lộ 329 thì khoảng là 500m thôi. Thì ra ngoài đầu đường tỉnh lộ 329 là ngay trường học rồi, ngay chợ rồi. Thì cái bất động sản này bán chỉ có là 700 triệu thôi, có chủ mình sẽ có thương lượng bớt giấy tờ cho mình ha. Khu dân cư đông thì theo như quý cô chú anh chị biết thì xã Hòa Hội là cái xã mà nằm giáp với lại xã Xuyên Mộc. Thì sau cái xã Xuyên Mộc đó sẽ giáp với lại thị trấn Phước Bửu. Thì từ cái bất động sản mình đi ra thị trấn Phước Bửu khoảng là 10 cây đến 15 cây số ha. Còn ra biển thì khoảng 20 cây. Ra biển Hồ Tràm đó nha cô chú anh chị. Còn mình đi ngược vào cái tỉnh lộ 329, mình đi ngược vào đây á thì mình đi qua xã Hòa Hiệp và vòng lại cái xã Bình Châu, biển Bình Châu. Vô ra biển Bình Châu thì khoảng là 20 cây, 25 cây. Từ Sài Gòn mà cô chú chị mình di chuyển về đây thì mất khoảng là 2 tiếng rưỡi đồng hồ di chuyển cao tốc ha. Rồi. Khu vực này thì giá cũng rất là hợp lý, chỉ có 700 triệu thôi. Đất thổ cư khu dân cư đông. Có 700 triệu thôi. Thì cũng thích hợp cho cô chú chị mình mà muốn về đây mua xây nhà ở hoặc là đầu tư lâu dài ha. Nói chung là tiện ích tiện nghi thì đầy đủ. Khu vực này đã sử dụng là nước máy rồi, khu dân cư mà, nên là cũng có là điện đài rồi ha. Rồi em Điền sẽ xin được dừng clip tại đây, thì mong cô chú chị nhớ nhấn đăng ký ủng hộ em Điền. Em Điền xin chào và hẹn gặp lại.